nối tiếp truyền thống tiên rồng của liệt vị tiền nhân, thiền sư Đỗ Pháp Thuận vào đời với tâm đức sáng ngời của trái tim Bồ Tát. Vì sự tồn vong của dân tộc, vì hai tiếng thanh bình cho quê hương, Ngài đã hoan hỷ gánh vác mọi công việc có ích cho dân, cho nước. Cải trang làm người lái đò, tự tại phiêu bồng trên sông nước mênh mông, làm cho sứ giả nể vì, người đời kính phục. Quả thật, một tri thức Việt Nam, một tâm hồn thông dong đắc đạo. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long sẽ gửi đến quý vị bài hát Người lái đò năm xưa. Đinh Lê Lý, Ngài hết lòng phụng hiến, đôi đáp ngoại giao soạn thảo dự kiện dân thư, vua quan thứ dân đều kinh đức trọng tài. Người lái đò năm xưa hiểu là thiền sư Pháp Thuận. Nước Việt Nam mảnh đất tiền đồng, con xin chung thủy một lòng đáp đền tổ quốc thần long. Mênh mông ân đức từ bi chư Phật, bồi thân trầm màu nhiệm, cho nhân sinh thoát cảnh lầm than. Và người lái đò tiếp xưa lần ban, làm cho dân tộc được bình an, quyết đem máu xương đắp xây độc lập. Nhớ khi xưa năm Thiên Quốc, nhà Tổng sai Lý Giác Thân Lâm để phong tước hiệu cho vua Lê Đại Hành đãi cồ biệt. Pháp Thuận thiền sư đã cải trang làm quan coi bên, đón tiếp sứ giả Trung Hoa đến nước Việt quê. Lòng người khâm phục đại cồ biệt quay hùng, ngang hàng với lân bang Trung Quốc. Lòng yêu nước không chỉ ngoài cửa miệng, mà khôn ngoan trong ứng xử ngoài giao. Quyết xả thân đem xương trắng mau đào, tô đậm nét vàng son trắng sự nghiệp. Thời đại nào cũng tôi hiền
sống được tươi đẹp ngàn đời. Anh dũng liệt quanh vì ấm no hạnh phúc, đem lại an bình cho tổ quốc thân yêu. Nhập thế bao dung cao cả muôn trùng, xả kỷ hy sinh hiến trọn đời mình cho Phật pháp. Bồ Tát dân thân vượt lên ngã nhân kiên chấp, cho vạn loại trần ai mãi mãi được an vui. Vẫn một lòng thủy chung.